xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì hai bố con em chuẩn bị ngày mai đi ra miền Bắc để cứu trợ với cho mọi người nha. Đúng rồi, là nó phá không vậy? Đây. Ngày mai hai bố con em sẽ có mặt tại Yên Bái nhá cả nhà. Bên em không nhận kêu gọi nha. Đây là của riêng gia đình em. Cho cao lên khoảng 2 hang rồi. Anh ơi. Bố ơi, mày đi mãi giờ bố. Bữa sáng đi á. Sáng mai là hai bố con em lên đường nha. Chị Trân Tâm ấy em chưa đi chị ạ. Giờ đừng sắp xếp rồi sáng mai hai bố con đi đi. Bên em là không nhận kêu gọi nhá. Đây là một chút tấm lòng của gia đình em ạ. Để đảm bảo đồ được giao trực tiếp người dân thì em và bố em đi luôn nha. Cảm ơn các chị, cảm ơn các anh. Em về Yên Bái anh Huy ạ. Anh ơi, em về nhà rồi. Mai Đinh Hiệp Hoa ở Bắc Giang đang cần tiếp tế nhẹ bàn. Ở Bắc Giang à bàn? Alo? Anh ra Nghệ An đi với bộ của bọn em nha. Hiện tại thì chỉ có mỗi hai bộ con em đi thôi nhá, chứ không có ai đi cùng rồi nhá. Tiên đang cần sữa su su cho trẻ nửa chị ơi. Là ở Tuyên Quang hả em? Cho anh đi không? Anh bà Đà Nẵng bày ra gọi hai bộ con em nha. Mua nhiều sữa vào em à. Có anh ơi, mình cứ sắp cho đủ xe thì đã. Rồi mình còn thêm mà.
đi tổng là 13 tháng hải được, đúng vấn đề người vui, người vui được nửa cái hộp mi là người trong trưởng lớn đúng không? Người tới là dùng 200 lọc mà. Anh cái hải trăm thì cái này thì tịnh một một lọc một con mây đi với một lọc á, đây nhiều bạn em mà không có lấy hai cặp được, hai cặp không để bỏ lại khác rồi, đây bỏ lại khác rồi. Mãi đếm năm ngủ không được vì xem tin tức. Bây giờ trực tiếp hái bộ cỏ nhâm ra để tiếp tế. Nói chung là tầm long của ít long nhiều nhá cả nhà. Ngoài nó lụt không biết là con lành không hay để biết mà mặc đồ ẩm này. Ngoài nó lụt con lành không bố? Hả? Lành lắm, mắt mặc áo vô đi khỏe khéo khéo cảm giờ khi này tâm mọi người rồi tạm mọi thôi giờ nếu người ta đi làm hết rồi rồi là phải mặc áo ấm ấm đó bộ ạ, không lành đó. Đây, ngày mai hai bộ con em đi xe này đấy. Mẹ bảo khán chờ một công ty nơi đi em. Ừ, chỉ đi ngoài miền Bắc em à. Mười mua hơi nhận trả thôi. Mười mua hơi nhận trả thôi. Em mới bỏ đóng ghế ngoài để bỏ bỏ đấy mất. Ngoài những đề mà bỏ lưng khổ em. Bỏ đóng ghế đấy, bỏ ra ngay cho mang đỏ đấy. Thôi bye bye mọi người, em sắp đồ đây. Cảm ơn mọi người đã xem livestream nha. Thank you.